everyone. Hello everybody. It's today Easter. I'm home. I had a cook. I have the food with my friend. Okay, I show that. Today I have the lobster, babaya salad, and bikini shrimp. Oh, the fish. That's your fish. Very, very good food. Is that the fish? So big fish. What's one? I get the one. Yeah, middle. Yeah, just give me that. Thank you. You want eat that good? Yeah. And lobster. Oh my gosh. Woo. Very, very, very good. Happy Easter today. I have the rice. Today I'm ordered rice. This is a little dry. So hungry today. Is that for you there? Oh. What are you doing? Nothing, I find you so that easy. I like a lobster, always I eat the lobster. Do you want to? You don't want lobster? No, I don't like lobster. Yeah, you don't like lobster. I'm order for my sister just to one fit that. Well? Yeah. She like your fish? Mm-hmm. Do you want wine? No. Hồi sáng giờ chưa ăn gì hết trơn mọi người. That's a whole day. We don't eat everything. Just for so hungry. Baba ya salad. Cái này là mình order nha mọi người. Nó không có nấu. Không có thời gian. I don't have time. That's good. Mm-hmm. And a little better, have the mist a lot, right? Nước sốt này rất là ngon mọi người. Very good. That's the bone. Yeah. Need a lot. Yeah. So long time, do you remember? First time, we know we from there. Mình đói quá mình ăn trước mình nói sao?
What? You do that? Mm-hmm. Go ahead. You don't like you go ahead? Hell yeah. So, spicy? No. Smell funny. Smell smell funny. That is like better, man. I want some more fish. Huh. Yeah, there we go. Yeah, mất hết một khúc. Yeah, I'm sorry mọi người nha, tại vì mình mất hết một khúc rồi, tại vì có bà chị gọi là rủ mình qua nhà chơi mọi người. That's good. I'm so happy today. So I'm so thank you about that shopping today. Today I'm outside with Tony. Go shopping. Michael called the place. Go outlet. Outlet. It's Michael Kors. Yeah, Michael Kors. Oh, That's so beautiful. That place. Sống ở bên Mỹ á mọi người, mình làm rất là cực khổ. Nhưng mọi người biết không, sống thì cực khổ, nhưng mà mình có được, khi mình có đi làm là mình có tiền. Mình có tiền á, là mình sẽ dễ dàng với cuộc sống hơn. Còn trừ khi qua mà không có công ăn việc làm hay gì đó, không có tiền á, cũng không có người giúp đỡ, thì rất là cực như lúc đầu của mình. Bây giờ tạm thời á, là mình ổn rất là nhiều, ổn luôn. Thì cũng có nhiều người giúp đỡ, nhất là người Mỹ. Họ giúp mình rất là nhiều. Bây giờ là mình quá ổn luôn rồi. Bây giờ còn ăn uống như gì đó mọi người biết không? Mình rất là hạnh phúc. Bây giờ mọi người thấy không, còn một cái đầu à. Còn phần nữa nè mà mình không có ăn. Mình ăn cái này thôi, cái này là cái này là mình no quá trời. Còn nguyên một con cá này là cho bạn mình ăn á, mình mua là hôm nay á, mình tặng surprise cho bạn mình á, một nguyên một con cá luôn. Cheers. Cái gì? Trơn cái này luôn à, đâu có nhiêu tiền đâu, hết trơn cái này có 125 đồng, hết trơn luôn, cá này chừng hết có 125 đồng. Mình ăn 3 con luôn, 3 con này thì nó không có bự, ốc của con này nhiều quá, ngon quá, mình không thích ăn con bự nhiều mà ăn cái con bự đó, cái đầu của nó cái gạch của cái con này nè mọi người biết không, cái gạch của cái con này á, nếu mà bự là nó đỏ chặt à, mình không thích ăn, mình thích ăn nó nhỏ nhỏ như vậy á, nên mình mua 3 con là đủ ăn rồi. Mình là làm YouTube á, mình phải ăn hết à, mình phải ăn hết, là nên mình mua nhỏ nhỏ như vậy thôi. Hôm nay mình cũng có một cái tin vui từ một cái người bạn của mình qua đây đó, qua đây cũng rất cực khổ mọi người. Bây giờ bạn mình á mới mua được căn nhà là 600 mấy đó mọi người, là rủ mời mình với Tony đi lên đó là ăn tiệc. Nhưng mà bây giờ thì hai đứa chưa có thời gian, để khi nào mở tiệc á xong rồi hai đứa lên chảnh chơi. Hay còn đầu không mọi người? Ăn mình đầu á mình ăn không nổi, tại vì gạch không á. Mình sẽ ăn 2 cái càng này à, mọi người thấy không, càng thì còn nguyên luôn nè đó.
Nhưng ăn hái càng này còn đầu thì mình không ăn, tại vì ăn cái này ở trong mình sợ bị cholesterol. So the whole fish is gone. No, just a half. There's more. I ate more than half. I ate the tail, mm-hmm. and then two pieces. More than half. I'm done. Not sure. Oh yeah. What happened? I'm gonna hit the chair for here. Don't you have white in that too? I never see white. White. Yeah, white. I wear that before. You did? Yes. I never seen it. You don't see that? Liar. Oh, baby. I'm sorry. I'm sorry. I always say I'm liar. About I wear that. I said, Tony, today I wear that clothes. And that's what you said? You're crazy. Sometimes every day you're crazy. Oh, yes. Yeah, not all the time. All the time, I'm crying. Mm-mm. Dumpling. Cực kỳ ngon luôn mọi người. Thì những cái món mà ăn này cũng trễ luôn á, thấy chưa? Tại vì mấy chị bữa nay lễ mấy chị gọi mình á, mọi người cái mình chạy lên đó cái mình tắt cái mình lại cái nữa, nên cái thời gian á nó không có đủ, nên nó làm cho mình nó chạy đi chạy lại vậy đi chạy lại. Tại vì hôm nay là lễ mà ai cũng gọi mình á, rủ mình đi ăn á, cảm ơn mấy chị nhiều luôn. Chạy đi chạy lại cái giờ mình stop á, stop eat rồi. Cái mình như là ăn không còn ngon, ngon miệng. What? You order that? Chris cook that? You ate him? No? No, he always buy. Always eat. Hmm? He always buy, always eat. Mọi người thấy con người ăn gì nè? Ăn bỏ cơm bỏ sức không? Cá ngon muốn chết à. Mình ăn cá thì mình ăn có chút xíu thôi, mình không ăn nhiều. I said, oh, I see. I see. I eat now. That's for tomorrow, eat that. Okay. Ở bên Mỹ này bây giờ mình đang chờ đợi, ông tổng thống cũ là 45 đó quay trở lại làm tổng thống. Trời ơi, mình chỉ chăm lại vậy thôi. Chứ không thôi á, cái ông tổng thống này lên tiền thế mình tăng nè, ra ngoài cũng nguy hiểm đấy mọi người. Khổ lắm. Bây giờ chuẩn bị đi coi nhà. Nhưng mà cái mùa này á đang lãi suất rất là thấp mọi người. Nhưng để mình coi thử coi có lãi suất thấp cỡ nào còn mua được hay không, và khoảng nhà bao nhiêu. Thì bây giờ chưa có đi coi được mấy cái nhà nào mà ưng ý á mọi người. Nếu không có nhà mà mình ưng ý hoặc là nhà mình thích cái kiểu cột như gì, mình không thích cái nhà mà lõi nằm ngang như gì mọi người, thích nhà kiểu gì gì là thì mình sẽ làm một cú rất là lớn. Bây giờ là sáng tối đi làm, làm suốt qua Mỹ đi làm mới có tiền mọi người ơi. Hôm nay mình bỏ ra một cái ngày một ngày đi mua sắm như là đủ hết, là tính ra sáng giờ mình tiêu xài đó nha, có khoảng là một tuần mình làm mọi người, ăn uống nhưng chỉ có một tuần thôi mà mình mua đã luôn. That's so sweet. Oh, good. I
À, Tony là người Mỹ nên là Tony không có ăn được cái những cái mùi vị nó hơi lạ. Tony không có ăn được. Trời ơi, mình ăn có hai miếng cá nè, à, mình cảm thấy muốn no đúng không? Hôm nay là lễ mình chúc mọi người được mạnh khỏe, có công ăn việc làm tốt và cố gắng giữ gìn sức khỏe mùa dịch này nha mọi người. Hôm nay mình không có nói về bên ngoài nhiều, mình chỉ nói xong chút xíu thôi, như vậy là đủ rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã bấm follow mình và cho mình cái like nha, share ra và like ra cho mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Thank you everyone because I'm eating. Sorry. Follow me and like, share to me. Thank you my customer, thank you my family, thank you everyone. Now I'm done. Yes. A little bit, that does.